Thì sẽ không có câu chuyện ngôn tình này đâu. Tướng quân sân đôi cùng với nàng giai nhân, chả ai cũng đã biết họ yêu thương nhau tới chết. Chuyện nguyện quay lưng với thế gian để được nên nhân duyên với nàng, tiếp cho mối tình đẹp một thời dở dàng. He said, "Excuse me, beautiful." I said, "Ah, shucks." And then he asked, "Well, hey, wanna grab lunch?" Never, ever met a guy so fly. Got me hooked like apple pie.